thì là ở ở nhà này ông nhá, ông ưng nhất là ở ở, ở chỗ nào? Như này này cô bác này, vì bản thân của cháu Lực là ở nhà là vẫn còn chưa được như này đâu cô bác, cũng ước ao là nhưng mà làm những cái công việc này thì nếu mà quần áo mà lúc nào cũng bóng loáng thì không làm được đâu cô bác ạ. Lấy cái rễ đấy. Ôi dồi ôi, tí nó cắm đầu không ạ? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ông bác, ở những cái video trước thì hầu như là làm tới cái công đoạn nào thì cháu Lực đều là cập nhật cái tiến độ làm nhà cho tất cả các bác là cùng biết rồi. Có một số chi tiết thì nhìn nó không được các bác cũng không có ưng lắm, cho nên là hiện tại thì cháu Lực đã hoàn thiện là ngôi nhà hai ông cháu rồi cô bác, thì cũng rất là nhiều những ý kiến của các bác tiêu cực có này và tích cực có này, và thật sự ra thì là cái ngôi nhà của bác làm ấy thì thứ nhất là mình cũng làm để đẹp, để làm sao mà mình ở thì nó mới khang trang được, và thứ hai thì ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ là cái ngôi nhà mà thay đổi về cái cuộc sống. Trước thì hai ông cháu có ở một cái ngôi nhà là chính ở cái khu vực này này các bác này, một ngôi nhà mà phải nói là rất là xô xệt. Sau những cái ngày tháng mà cháu Lực xuống chia sẻ về cái hoàn cảnh của hai ông cháu thì ông Sò với lại là bé Mạnh cũng có duyên với lại là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và đặc biệt là hai chị là Nguyệt Thúy giúp đỡ cho hai ông cháu rất là tận tình và rất là hết sức. Cháu Lực cũng biết là những cái đồng tiền mồ hôi của các bác làm ra thì cũng rất là khó, và các bác cũng phải đổ mồ hôi này, công sức này ra thì mới có được cái những đồng tiền. Phải nói là từ tâm của các bác thì có một cái trái tim yêu thương tới những cái số phận mà bất hạnh, những cái số phận mà nghèo khổ. Đến năm nay thì cháu Lực lại hoàn thiện thêm là được một cái căn nhà rồi. Và hiện tại thì ngôi nhà hầu như là mấy anh em đội thợ đã hoàn thiện hết cái phần trách nhiệm rồi cô bác. Buổi sáng nay thì cháu Lực có xuống và có điện cho mấy anh em đội thợ hỏi rằng đã xong chưa. Thì mấy anh em đội thợ bảo là còn thêm là một số chi tiết nữa là vẫn chưa hoàn thiện cô bác. Ở phía trước mặt các bác là chỗ cháu Lực đang chỉ cô bác này, còn một chỗ viên gạch là chưa ốp. Với lại là thêm ở đằng trong nhà đấy là cái bồn rửa tay ấy, là chưa lắp. Tại sao chưa lắp đấy cô bác? Thì tại vì là điện của nhà ông ở cái khu này đấy cô bác này, hiện tại thì đang mất điện sau cái trận mưa và cái trận là sấm sét vừa rồi ấy. Thành ra là khiến là cả bản xung quanh ở đây là đều mất điện cả. Không chỉ là dình là mình nhà của hai ông cháu cả. Đấy, và hôm nay cháu Lực đi xuống thì sẽ cùng ông là quét dọn thêm một chút này cô bác ạ. Chào các em các chị ạ. Hôm nay thì cháu sẽ cùng ông là làm cái công việc của mẹ hai ông cháu với nhau nhá. Vâng. Còn là một số đồ của mấy anh em đội thợ là chưa có dọn đi ông nhỉ? Chưa dọn đi. Vâng. Đây ông quên. Hôm nay thì cháu có gửi cho ông là một cân tép nhá. Cái cân này là cái tép này thì là như mọi khi là trước cháu đem xuống cho ông thôi. Ông cứ đấu như thế nhá. Là được là hai được là cô Nguyệt là gửi cho ông nhá. Rồi. Và ông gửi một lời cảm ơn tới cô Nguyệt nào. Thế xin chào cô nha, đi giúp thưởng cho ông, cho con ông cháu. Xin cảm ơn quá. Chúc sức khỏe chị mình khỏe nhá. Chúc tất cả mình khỏe. Đã giúp được tôi. Cân này thì nếu mà để mà một mình ông thì chắc là tầm độ 2-3 tháng ấy ông nhỉ? Vâng. Ấy thì tròn một số những công việc này ở phần dưới kia này các bác. Hôm trước thì là đổ ở đây là nó bị nứt ra ấy, mà anh em thợ cũng đã đắp lại hết rồi. Cái này là cậy được ra đấy ông nhỉ? Em dạ. Ông cháu mình dọn trong nhà đấy ông nhỉ? Trong nhà, trong... Vâng, ấy, ông cháu mình dọn ở kia là còn là dây điện cho nên là sẽ cuộn lại. Đấy, vẫn còn đâu đó là mấy
đội thợ là sẽ phải thêm là một nửa buổi nữa các bác, không nửa buổi thì tầm độ 2-3 tiếng là hoàn thiện. Thứ nhất là điện ở đây này các bác này. Điện ở đây thì là mấy anh em thợ chưa lắp. Ở trong nhà thì cháu được xem nào, trong nhà thì mấy anh em đội thợ là lắp hết điện chưa không? Lắp từng ổ điện chưa? Điện lắp hết rồi. Ổ điện lắp hết rồi đúng không? Rồi chứ. Vâng. Ngoài. Vâng. Hôm nay bảo à, cái thử phòng về nó chưa không về. À, vừa rồi nhà ông mất điện nên là không xuống được. Ờ, không biết là vâng. Hôm nay không phải đi tới đi. Vâng. Vâng. Đấy ạ. Ở đây thì là ổ điện, điện nhá ông nhá, điện thì rất là nguy hiểm cho nên là cháu thiết kế cho ông là nó rất là an toàn. Có một cái cầu dao ở bên kia, đấy hôm nọ thì là không hiểu sao cái bảng điện này các bác, bảng điện này các bác này sấm sét đấy, xong rồi nó cứ nổ bồng bành nhá, nó không cháy. Đấy nhưng mà ông, cháu lại mua thêm cho ông là thêm một cái ổ điện, cái cầu dao này. Cầu dao này thì là sẽ lắp ở bên ngoài ông ạ, không lắp ở trong nhà cả, tại vì là... Vâng. Ở trong nhà thì tất cả cái dây nguồn điện lớn này này thì nó sẽ đều chạy qua cái này đó. Lúc nào mà trong nhà mà có hiện tượng gì ấy, là cái này nó sẽ bị cái này nó sẽ ngắt xuống. Mình không phải ngắt đâu, nó sẽ tự bật xuống. Đấy. Cháu biết là điện nó rất là nguy hiểm cho nên là nhà có trẻ con nữa. Cháu thiết kế cho ông là những cái ổ điện này này, rất là ổ điện này rất là xịn. Những cái ổ điện này chẳng hạn này ông này, ông mà cắm không cẩn thận là nó cũng không vào đâu. Tại vì ở đây nó có một cái lớp một cái lớp màng ở đây là trong này che này. Mấy cái đồ này thì dùng hết chưa ông? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Vâng. Thế là những cái nào mà bao tải ấy, bao tải thì bây giờ hai ông cháu mình dọn ra ông nhá. Mấy cái đồ của anh em thợ là vẫn chưa dọn đi này. Đây một cái này và đây thêm một cái nữa. Chưa hoàn thiện hết đấy các bác, chưa dọn được. Xi hết thì còn một tí xi đây. Vâng. Chỗ nào còn xi thì ông để lại một tí không? Để vào xô đây ông ạ. Ba đồ ấy. Ngọc đúng không? Không. Xi này còn một tí à ông? Xi này một tí ông để hết vào xô này ông ạ. Ông dây điện này thì còn dư ra. Dư ra thì cũng cuốn gọn nó lại. Chắc đâu đó là tầm độ 2-3 mét nữa thôi. Cái bồn kia thì một tí ông cháu mình nhấc để vào trong kia. Ông ạ. Điện này lằng nhằng quá. Đây là vòi à. Vòi xịt đít này. Ông ấy chắc là chưa biết cái vòi đâu nhỉ? Mình biết đâu. Vòi này mình dùng xong thì mình xịt vệ sinh. Đấy. Thì mình không phải có giấy. Nay mà không mất điện thì vừa rồi xuống thì lại gặp anh phòng của bác á. Nhưng mà nay lại mất điện mất rồi. Thành ra là anh ấy không xuống được. Cho phải gỡ dây điện này đã. Đấy, điện thì là những cái đồ điện này của bác này thì nó nguy hiểm. Thành ra là cháu Lực là thiết kế là làm sao mà cho nó tối ưu nhất có thể. Cũng phải chia sẻ với các bác là nhà của ông này thì cháu Lực gọi là đi làm như này này các bác này, vì bản thân của cháu Lực lại ở nhà là vẫn còn chưa được như này đâu các bác, cũng ước ao là sau này là làm sao mà khi mà về đến nhà của mình ấy, cũng thiết kế giống như những cái nhà mà từng đi đã từng qua. Tí nào cái đồ nào của mấy anh em thợ đấy ông đúc vào cái bao tải ông nhá, đúc vào bao tải xong là ông cháu mình quét đi xong là ông cháu mình cứ quét một hai lần là nó hết bụi xong ạ. Hiện tại thì ở đây thì nó là bụi của xi đâu các bác, những bụi của gạch khi mà cắt ra ấy. Dạ mấy quạt vâng vâng. Vừa rồi thì bảo là mua chổi xuống nhưng mà chứ sáng này người ta ấy bán hết chổi rồi ông ạ. Này sầm. Cái nhà này thì sau này còn phải mua thêm là cái chổi lâu đúng không á.
Đến cuối tuần là Mạnh về thì lại ngớ gà rồi đấy. Dây điện này nó bị ấy, hình ra là xấu quá. Dây điện này bây giờ cháu phải quấn lại đồng hoàng đấy. Bụi quá ông nhỉ. Hoàn thiện nhà xong đấy. Quấn lên đầu bên này đi. Nhưng mà làm những cái công việc này thì nếu mà quần áo mà lúc nào cũng bóng loáng thì không làm được đâu các bác ạ. Ui, mở tay phết đấy ông ạ. Có cái nó bị dính không? Có cái nó bị dính à? Cái đấy thì chắc là hôm qua là mấy anh em thợ là lắp vào cái ổ điện đấy. Ủa, công nhận là mỏi tay thật. Hết chịu được rồi. Cháu vẫn phải gặp anh thợ thêm một hôm nữa, tiền công anh mấy em thợ lắp điện nước là còn chưa giả đâu. Bây giờ ông dọn cái đồ này ra không ạ? Xong tí ông cháu mình quét xong. Cái đồ đấy thì để vào trong phòng kia cho mấy anh em thợ không ạ? Cái kia đây, phòng kia anh, ông quét là đúng không? Phòng ông quét là đúng không? Này như có một phòng thì vẫn có thể là dụng để làm kho cho ông để quần áo nó cũng được. Đồ của mấy anh em thợ này. Phòng này thì hầu như là sạch sẽ rồi các bác, phòng này ấy. Bác kết cố mà chỉ lấy bóng thử xem cháy. Cái bóng điện này là vẫn còn dùng được không ạ? Không phải cháy đâu, bóng điện là mấy nứa lắp ở ngoài này không? Không rồi, từ là sự sấm to nó cháy rồi. Vâng. Cái bóng điện là vẫn còn dùng được đấy. Mấy nữa là mai có điện đấy, cháu bảo anh phòng là lắp vào. Cháu Lực sẽ đặt ra máy quay ở một góc thôi. Hai ông cháu làm thì vừa làm vừa ghi hình luôn các bác. Còn là cái bộ này thì đây. Thế nào của phòng tắm thì có ai gọi điện không? Đây.
Ôi, chỗ tôi chết chỗ à. Có ai gọi điện cho ông à? Quả chết à. Ai? Không biết ai. Không biết ai, cho xem nào. Giống rồi. Bản chết cho có ra cái chuyện luôn à. Tí người ta cần thì người ta gọi lại cho ông. Chứ mình cũng không có tiền gọi. Ừ, 806. Không biết là ai không? Alo. Đâu mới cỡ á? Phải không? Cỡ á? Biết là ai gọi cho. Cỡ ạ, ai không? Ai đi? Nó lộn chứ nghe. Sợ lớn à. Chứ cơ nè. Chứ xô à. Đúng lộn chơi. Không biết ai gọi nhầm rông rồi. Ông này à? Không biết ai gọi nhầm rông. Cái ổ điện nào, ổ điện của nhà ông hay là ổ điện của anh em thợ ấy? Dạ. Rõ điểm á, trong số 107. Ừ. Chắc là ai gọi nhầm nhỉ? Nhầm. Đồ của mấy anh em thợ này. Không còn là cân gọn vào đây cho. Cái này vứt đi ông ơi. Bảo hai người trong cùng đi. Đấy, cái này vứt đi ông. Đấy lấy em gì? Đây. Cho túi. Wow. Đây còn một cái túi này không? Dùng hết túi đấy xong rồi tí mình để túi này nữa. Dao này thì vẫn còn là dùng được ấy. Để mà cắt những cái gì gọn nhỏ nhỏ. Thế mình quăng hết ra ngoài luôn ông ạ, không để đây một cái gì nữa. Chị à. Này là vẫn còn dùng được cho nên là mình sẽ để vào đây không? Mai anh em thợ vào thì anh em thợ không dùng. Cái này là liên quan tới nhà tắm này. Cho nên là để vào nhà tắm cho mấy anh em thợ. Này ông, đấy vứt đi. Cái này là ông để lại ông nhá. Cái túi xi trắng này ông để lại. Để lại lúc nào mà mình bịt vào đâu ấy không. Chứ mình không thể là hoang phí được. Này là có nhiều cái xi quá. Ống này thì là sau này là sẽ để lắp cái vòi cái tách ở trên kia xuống của bác ạ, vỏ ống này. Úi giời, đây có nhiều cái ấy nặng quá không ạ? Đây là cái thước này là hôm trước là tưởng là mất rồi đấy. Thước này là nếu mà để mà đo ấy, cô bác này, để mà đo số liệu hay là ở bên nó sẽ dài hơn ở bên Việt Nam. Đây, chưa có đem cho một túi chè thì cũng hết rồi đấy. Ông là uống là sạch tinh tương. Cái này ông không phải cọ đâu mà ông, cái này à, ông dùng nước ấy nó khác hết mà ông. Chỗ nào cứng quá thì không là dùng cái bay cọ mấy nữa là sạch hết, nó bẩn hết nhà ấy.
Vì là mấy anh em thợ làm thì cũng đã dọn dẹp là xong hết rồi. Ây da, cái này nặng phết đấy. Cái này là chỉ có vứt đi thôi ông ạ. Ui, xong bật, bụi quá. Cái này có khi là phải quét được một lần là mai là ông cho nước vào là lọ là sạch đấy ông ạ. Này là phải quét mấy lần vào ông ạ, máy quét mấy lần vào thì nó mới hết cái chất trắng trắng này. Đây là mai là phải đổ nước vào để mà lau các bác thì nó mới hết được. Đấy, ở đây là trong quá trình mà mấy anh em thợ vừa làm là vừa dọn dẹp đấy các bác ạ, nếu mà vừa làm mà không vừa dọn dẹp ấy thì phải nói là nó còn nhiều rác hơn nữa. Quét hết ra ngoài này không? Lấy cái xô về đi. Tí nữa là hai ông cháu mình gỡ được cái này ra luôn rồi. Thế nó hết xi thì không mỏng quá. Vâng. Trời mưa đấy. Hôm nọ nếu mà không đang làm ấy nó mưa ấy, xi nó ngấm đi xuống hết rồi. Bây giờ những cái phòng mà ngủ ở bên này thì không làm gì nhiều hơn các bác, thì ra là nó sạch hơn. Ra phòng bên này cũng thế này, mỗi tội là cái góc này là anh em thợ là vừa mới hoàn thiện thôi cô bác, cho nên là nhìn nó hơi bờ bộn một chút. Mấy hôm nọ thì mấy anh em thợ làm xong cô bác ạ, làm xong thì không phải là làm mấy anh thợ là lâu luôn, thành ra là bây giờ không phải là cọ đâu các bác nhá, đây thì là quét cái phần đất của xi nó ra thôi. Bên kia thì mấy anh em thợ vẫn đang còn chưa hoàn thiện này. Nay mà không mất điện thì xuống thì mấy anh em thợ đã đang làm rồi. Ở trên này thì cũng có một cái ổ cắm này, lâu lâu sau này mà lắp cái đồ gì ấy thì còn có ổ cắm để mà dùng nữa. Đây là lúc nào là ông ở nhà là rảnh rảnh là xả nước vào trong cọ cọ không nhá. Cháu đi mua thêm cái chổi cọ nữa. Quạt này là quạt của đội thợ này. Đồ của đội thợ là vẫn từ đây đi này, trừ mỗi quạt điện là không phải của đội thợ thôi. Cái máy bên này thì hôm nọ là hai chị là Nguyệt Thúy là mua tặng cho đội thợ để dùng. Đây là phải quét ra độ 2-3 lần vào thì nó hết bụi của nó thì bắt đầu là mới xả nước vào xong là lâu.
Nếu mà hôm nọ mà làm ra thêm một cái bàn nữa là đến chân của ông ấy. Nhìn như kiểu chỗ bán phở ấy ông nhỉ? Giờ quét hết ra ngoài được rồi không? Ông tí mình quét nó sân nó là được rồi. Quét quét nhà mà trông như kiểu là ô tô đi qua nhỉ ông nhỉ, bụi. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có cùng ông là quét dọn xong rồi các bác. Bây giờ thì sẽ phải xả thêm một lớp nước để mà ra không dọn nó mới hết cái bụi nó đi. Cái để ông đang quét bên này thì cháu Lực sẽ ra để. Ô, bên này thì có vẻ như bàn Thái đấy, là khó đến quá ông ạ, bàn Thái này. Cháu phải lắp thêm cái này vào nữa. Ngâm cái bàn Thái này một chút nào. Không biết là nước có đẩy được lên không ấy, cao quá. Sợ là cao quá. Nước đẩy được lên có một tí. Vẻ nước là không có đẩy được lên rồi. Ui nước lên. À đây, tưởng là không về nữa, ra lại về. Bàn Thái này thì một tí nữa sẽ lấy nước dội sau cô bác. Bây giờ thì chỗ này là dội là nó có cái chỗ ống này đi nhá cô bác nhá. Cái vòi cái ống cái chỗ thoát nước ấy thì cũng đã làm xong hết rồi. Ủa, lấy cái rễ đây. Ôi dồi, tí nó cắm đầu ông ạ. Có những vài cái chỗ thì nó vẫn còn bị xi cục xi dính. Vài chỗ nó vẫn bị cục xi dính không nhỉ? Nọ đã cho mấy anh em đội thợ là đã hết sức là có thể là cái điều này rồi nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi được các bác ạ. Nhưng mà không được. Đúng không? Không như nhà của sử là 3-4 người là cầm mỗi người một cái bay vừa đi vừa cọ. Hôm nọ nếu mà cháu không bảo với lại mấy anh em được thợ á, ông ạ, bây giờ hai ông cháu mình dò ra mỗi người một cái bay. Ở trên kia có cái chậu nào không nhỉ? Ở trên kia có cái chậu nào không? Có. Có à? Cháu lấy hứng nước cho một tí múc qua. Và rửa cái bàn Thái này một chút. Rồi sau một lúc thôi thì ông cháu xả nước vào và để mà rửa cái bụi của nó đi các bác. Thì bây giờ cũng đã gần xong rồi các bác này. Vẫn còn bị một chút dính không nhỉ? Vẫn còn bị một chút dính các bác. Này thì lấy chân cào ra mà không? Đây, cho lấy chân đẩy cái nó ra luôn này. Nhưng cái thì cục mảng to quá. Đấy, phía bên này thì là bàn Thái thì cũng rửa qua và xong xuôi rồi các bác. Đâu đấy thì đều là sạch sẽ hết rồi. Cái cầu thang này là chỗ này là nó bị hơi dính nhiều ông nhỉ. Chỗ này thì một tí nữa là cùng ông là gỡ cái tấm ván này ra. Tấm ván này là
Gỡ được rồi ông này, tấm ván này. Ừ, được rồi. Đấy, chứ không là chứ không là để cái tấm ván ở đây thì sợ rằng là khi mà có nước ấy thì nó lại động thành ao mất cô bác. Cũng may vừa làm cái này đủ mất rồi. Nhặt vào. Vừa rồi thì hai ông cháu thì cũng đã dọn xong ở trong nhà rồi cô bác. Bây giờ thì sẽ lại tiếp tục là dọn phía bên ngoài một chút. Ôi, chỗ này có vẻ dính nhiều quá này ông ạ. Chỗ này là một tí là phải cọ rồi. Chỗ cầu thang hôm nọ làm xong anh em thợ không để ý sao các bác ạ. À, hôm nọ đổ cái vần sân này này. Ui. Chỗ này là hơi bị dính nhiều một chút. Cái này là đống đinh hết rồi không? Cái chỗ này là mai mấy anh em thợ là xuống là bảo mấy anh thợ là ốp hết đấy ông ạ. Sợ rằng quên đấy. Mấy anh em thợ. Vâng. Ôi, cứng đấy ông nhỉ, thế này ấy. Tao khoeo. Tấm ván này là ấy xong là ông để xếp gọn ở đâu đây ông ạ? Xong rồi mấy nữa ông làm vào cái bếp củi ấy. Cuốc đâu hết rồi ông. Có làm tháo được không? Tháo được không từ đấy? Cái chỗ này thì ra đến phần này thì cái chỗ mà chân của cháu Lực đứng này có bác này, chỗ này là còn cái đất đất cứng, chỗ kia thì là cái đất mượn đấy cũng khá là nguy hiểm. Ông kể như thế thì cũng rất là chắc chắn rồi. Cái chỗ viền này các bác nhá, cái viền này thì mai anh em thợ sẽ láng lại cho nó mịn. Thì nó bị trượt. Cái phần sân thì ra bên này là vẫn còn là tha hồ được rồi các bác. Ở ngoài này sau này nếu mà như kiểu ngồi trong nhà không có hết đấy, có thể là ra bên ngoài này ngồi một hai mâm là thoải mái không ạ? Nha.
Sau này mà ông mà kè được ra cái chỗ kia nữa thì cô bác ạ, thì nó rộng rãi rồi. Chỗ này thì sau này ông có định kè không? Không. Kè chứ. Dạ, nếu mà ông kè thì ông kè đến tận đâu? Chân nó đến chừng đường con lúa đấy. À, kè đến tận kia. Ừ. Ủa, nếu mà sau này ông vâng, sau này ông mà kè, à đây là ông kè thành hai bậc à? Kè một bậc vào đây xong rồi một bậc kè vào đây nữa à? Còn thế là sau này nếu mà ông kè được cái chỗ này cô bác nhá, thì sân của ông sẽ rất là rộng. Và đến tận kia luôn. Và kia mà ông mà muốn đổ thêm thì đến lúc đấy thì lại tính sau. Kè đằng sau này trước thôi. Vâng. À. Mình đã làm rúa xong thì ông kè đằng sau này đúng không? Ừ. Cái phần đấy thì sau này nếu như mà có duyên với các bác thì không cần phải là các bác hỗ trợ là kinh phí để mà thuê người kè đâu. Ông tự đi lấy đá về kè xong là giúp cho ông là một chút thức ăn là được rồi. Chỗ này ông nọ là không kịp là chạy mưa này các bác này. Phần như kiểu cái phần sân này các bác này, sân này thì là cũng có một cái loại gạch để mà ốp đấy. Nhưng mà thật sự ra nếu mà ốp cái này thì nó đẹp đấy cô bác, nhưng mà mình phải làm được xong cái phần mái hiên này. Làm cái phần mái hiên này xong nữa thì nó mới không có bị sau này nó không mọc rêu. Trong nhà thì có một số những cái góc ấy, những cái góc mà phần cái góc tường này cô bác này, phần góc tường thì ông phải cọ lại thêm một chút này. Phần góc ấy là cũng ấy ông nhờ góc ấy. Đây, bây giờ thì sạch sẽ rồi các bác. Ở trong nhà vệ sinh thì mấy anh em thợ vẫn đang chưa có hoàn thiện, cho nên là cho lực với ông là chưa có dọn được phần đấy. Mai thì mẹ thợ vào ấy, thì thợ hoàn thiện ấy, thì là sẽ để thợ là dọn dẹp luôn. Ôi cái sau cái góc nó hơi siêu dính không nhỉ góc này. Bây giờ là ông quét nước ra là được rồi đấy. Anh cửa thì mấy hôm nay là mấy anh em thợ cơ khí là cháu Lực cũng đã điện rồi, là chưa có lên là hộ cháu Lực là đo được, chắc phải hẹn thêm là 1-2 hôm thì mấy anh em thợ mấy lên đo được cô bác ạ. Ở cái những cái phần bên này này cô bác này thì cháu Lực cũng đã nói rồi đấy cô bác, thì nếu như mà nếu như mà cái phần mà kinh phí nó còn dư ra nhiều đấy thì hay là được các bác trợ duyên đấy, giúp đỡ cho ông một cái chạm rửa bát. Thì cái chạm lần này các bác nhé, cháu Lực sẽ không lựa chọn là để ở phía bên ngoài nữa, mà cháu Lực sẽ lựa chọn là bắn hẳn lên tường này các bác này. Bắn hẳn ở lên tường này thì khi mà mình rửa bát ấy thì ốp bát lên cái nước nó lại rớt vào đây thì nó lại không có bị chảy vào đâu hết cả. Công việc hôm nay thì cháu Lực cũng xuống là cùng ông là giúp đỡ cho ông dọn dẹp nhà cửa một chút. Bây giờ thì nó vẫn chưa hoàn thiện hẳn đâu các bác. Đấy còn phần cửa nó chưa lắp, nhưng mà ở nhà thì cũng ở không, cho nên là bảo ông là dọn dẹp nhà cửa cho nó tinh tương để mấy nữa. Khi mà mấy em thợ vào lắp thì chắc chắn là vẫn sẽ có bụi, vẫn phải dọn dẹp, nhưng mà nó ít ấy, nó đỡ ấy các bác. Đấy, bây giờ thì có lẽ là hai ông cháu sẽ tiếp tục là lau nước nó đi hết một cái là được rồi các bác. Cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là cái video này tới đây thôi các bác ạ. Cái thời lượng của video này thì cũng khá là dài rồi. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua thì đã luôn đồng hành cùng cháu Lực. Và mong là trong thời gian khi mà hoàn thiện cái ngôi nhà của hai ông cháu thì sẽ được sự yêu quý của các bác là nhiều hơn. Đấy, hôm nay ông nhìn thấy là dọn dẹp, có nhìn thấy bóng loáng không nhà ấy? Như vậy là thích được ông nhỉ? Nhưng mà đối với ông thì là ở nhà này ông nhá, ông ưng nhất là ở chỗ nào? Ở nhà này ông, nếu mà ông ưng nhất là ông thích nhất ở chỗ nào? Ở
chỗ nào cũng thiếu. Cái bàn thái với là cái tay kia nào cũng thiếu rồi. Vâng. Nên làm như này là nhà là chỗ nào là ông thích đúng không? Chứ không phải là chỗ nào thích nhất rồi đúng không? Vâng. Thích nhất thì cái này mình làm bàn thái là cơm ngồi đấy, nước tiền ở đây, đi ra ngoài. Đây thì nếu mà một mình ông với lại Mạnh thì không cần phải là bày ra đến sàn nhà để mà ngồi nữa. Ngồi hẳn ở cái chỗ này cũng được này các bác này. Chỗ này thì hai ông cháu là ngồi ăn cơm mà thoải mái được không nhỉ? Vâng. Nếu không ngồi thì tìm hai cái ghế thì vâng. Ngồi đó. Đấy, mua cho ông thêm hai cái ghế nữa, lúc nào ăn cơm xong ấy ông đẩy cái ghế đi vào xuống ghế thì nó lại gọn gàng nhà rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà bây giờ cháu đang hộ ông là dọn như thế này, đừng có sau này mà cháu mà lâu lâu cháu quay lại một lần là nhà cửa là lúc nào cũng bừa bộn là không được ông nhé. Đấy, nhà đẹp rồi thì mình vào nhà ấy thì mình nhà cửa nó gọn gàng, nó sạch sẽ thì mình cũng muốn ở. Đấy, cháu cũng muốn vào chứ không mà sau này mà cháu lại bây giờ cùng ông dọn dẹp như này thì nó rất là sạch sẽ, mà thí dụ như 1-2 tháng cháu quay trở lại mà nhìn nhà cửa trước mặt là mọc rêu rết hết thì lúc đấy là lúc đấy là trách nhiệm là của ông ấy chứ không phải là của cháu nữa đâu ấy. Đi đâu làm đi được sao? Vâng. Vâng. Đấy đúng sau này khi mà hoàn thiện nhà đấy thì bảo ông có nhà mới rồi ông suốt ngày ở nhà thì nó cũng là không phải. Vâng. Đấy ông vẫn phải là đi ra ngoài làm thêm những công việc khác. Đấy nhưng mà sau khi mà làm xong ấy mệt mỏi đấy thì là mình có chỗ ngủ ngơi ăn ngủ nó đàng hoàng thì sáng mai mình dậy thì mình tiếp tục là đi làm những công việc khác thì giấc ngủ của mình. Đúng được hay làm cái cửa sổ cái với là cửa này xong. Đi đâu mới cũng là đi vâng. Khó một tí vâng. Thì cứ thế này thì có cái gì thì anh lấy không biết được. Ông là ký yên tâm là sau này cửa kiếc là cháu sách khác hoàn thiện cho ông hết. Vâng. Cháu sách khác hoàn thiện là hết cho ông là một cái ngôi nhà coi như là ông không phải lo nghĩ cái gì cả, ông chỉ việc vào ở thôi. Vâng. Nhưng mà việc ở là ông phải có ý thức để mà dọn dẹp. Thí dụ như Mạnh chẳng hạn, Mạnh thì bây giờ bảo được rồi. Vâng. Mạnh có thể là bày bừa ra, ông có thể là nói Mạnh là cho Mạnh dọn dẹp. Ông bảo lần một không được, lần hai thì lần thứ ba là Mạnh sẽ được. Đấy. Làm chỗ dọn dẹp cũng được rồi. Vâng. Đấy thì cái video này thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trong cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác. Xin chào các em, các chị nhá.